Đầu tháng 8 năm 2024, Sacombank Hà Tĩnh là một trong những đơn vị tín dụng triển khai tăng lãi suất huy động. Theo đó, lãi suất kỳ hạn một tháng tăng 0,5% trên năm, từ 2,3% lên 2,8% trên năm. Kỳ hạn 3 tháng tăng 0,4% trên năm, từ 2,8% lên 3,2% trên năm. Kỳ hạn 12 tháng tăng 0,2% trên năm, từ 4,7% lên 4,9% trên năm. Thường thường cái thời gian nửa cuối 6 tháng cuối năm thì đặc biệt là từ tháng 9 đến tháng 12 cái nhu cầu vốn tín dụng nó sẽ có xu hướng tăng để phục vụ cho bà con người dân và cũng như các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn vốn để kinh doanh cuối năm. Thế nên ngân hàng Sacombank cũng nằm trong một số các ngân hàng cũng cố gắng để tăng cái lãi suất huy động để chuẩn bị cái nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời. Là ngân hàng quốc doanh đầu tiên trên địa bàn tỉnh quyết định tăng lãi suất huy động, Agribank chi nhánh Hà Tĩnh 2 đã điều chỉnh tăng lãi suất từ 0,1 đến 0,5% trên năm cho các kỳ hạn tiền gửi. Sau khi điều chỉnh tăng thì lãi suất huy động cao nhất tại Agribank chi nhánh Hà Tĩnh 2 hiện nay là 4,9% trên năm đối với gửi tiết kiệm trực tuyến từ 24 tháng trở lên. Cũng như các đơn vị tín dụng khác, bằng việc tiết giảm tối đa các chi phí nội tại, việc tăng lãi suất huy động của Agribank chi nhánh Hà Tĩnh 2 sẽ không kéo theo lãi suất cho vay tăng theo. Thực hiện cái chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, thì Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Hà Tĩnh 2 đã chỉ đạo tất cả các chi nhánh loại 2 và phòng giao dịch trực thuộc tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, đặc biệt là chi phí quản lý để tiếp tục là giữ nguyên cái mức lãi suất cho vay. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước tỉnh, đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt gần 108.000 tỷ đồng, tăng khoảng 7,34% so với thời điểm cuối năm 2023. Việc nhiều ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi trong thời gian gần đây là tín hiệu tích cực cho người gửi tiết kiệm, giúp họ gia tăng thu nhập từ khoản tiền nhàn rỗi.